Vừa qua thì một cặp vợ chồng sống tại New Zealand đã tìm thấy một vật thể lạ trong khu vườn của mình. Trong khi đang xới đất thì hai người này vô tình va chạm phải một vật gì đó khá lớn. Vì vậy thì họ đã cố đào lên và thấy nó có hình thù khá kỳ lạ, không giống với bất kỳ loài thực vật nào. Ban đầu thì họ thắc mắc rằng liệu đây có phải là một loại nấm phát triển bất bình thường hay không. Tuy nhiên thì sau khi ông Colin gọt một lớp vỏ rồi cắt một miếng nhỏ nếm thử thì mới biết đây chính là một củ khoai tây. Hai người phải ôm nó ra lên khá nặng nhọc và mang đi cân. Kết quả là củ khoai tây này nặng tới 7,9 kg. Với trọng lượng này thì nó nặng khoảng gấp 20 lần so với những củ khoai tây thông thường. Nó thậm chí còn lớn bằng một chú chó con và không có vỏ nhẵn nhụi mà hình thù rất kỳ lạ và sần sùi. Hai vợ chồng nhà Colin đặt tên cho chú khoai là Doe, đội mũ cho nó và còn chế tạo một chiếc xe đẩy kéo để nó đi khắp nơi. Chẳng bao lâu thì mọi người tại xung quanh biết đến củ khoai này. Từ sau khi đào được củ khoai khổng lồ này, vợ chồng nhà Colin vô cùng mừng và đang gửi thông tin này đến Guinness để hy vọng rằng củ khoai của ông bà có thể lập kỷ lục củ khoai tây nặng nhất thế giới. Đúng là tự nhiên có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị xảy ra quanh ta.